xin thân mến kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh NDT Audio. Và hôm nay thì chúng ta lại trở lại với một cái vấn đề lại là lồi lõm nữa mọi người ơi. Thì cách đây vài ngày Tài có đăng một cái video clip ở trên cái kênh Ngô Đức Tài Vlog tổng hợp. Thì có chỉnh sửa là cái dòng bass C12-400N để mà lắp ráp cái loa hỏa tiễn. Thì nó vì nó cấn cái đầu hỏa tiễn cho nên là mới cần làm cái chiếc mũi nó lõm xuống như thế này. Đó, để cho nó không có bị cấn. Thì qua ngày hôm sau thì Tài lại nhận cái cuộc gọi đặt hàng và muốn nắm rõ ràng hơn về cái chi tiết của cái dòng loa là M10 300N. Đây thì cái dòng này thì Tài cũng đã có video clip ở trên kênh NDT này rồi, nhưng mà cũng đã test qua chất âm rồi. Thì khách hàng muốn rõ ràng hơn về cái sản phẩm này, muốn biết chính xác của nó rằng côn của nó là bao nhiêu và dây của nó là sử dụng dây dẹp hay là dây tròn. Và nguyên bản của nó thì nó là lồi. Mọi người Tài thì hay đặt lồi lõm, lõm lồi. Thì nguyên bản của nó sẽ là lồi. Đó. Thì lồi nó sẽ như thế này. Và hôm nay thì lại xin mời mọi người tiếp tục xem nó bị lõm. Rồi bây giờ thì Tài sẽ làm video chỉnh sửa cái này nó từ lồi thành lõm. Rồi sẽ nói chi tiết. Xin mời mọi người cùng xem và theo dõi video. Và bây giờ thì sau khi mà đã tháo cái dùng cái hóa chất để mà làm mềm và cho cái chiếc cho cái keo ở xung quanh cái mũi này nó mềm, thì bây giờ Tài sẽ mời tất cả mọi người và xin mời luôn khách hàng mà đã mua thì muốn biết rõ hơn về bên trong của chiếc côn này nó như thế nào. Thì bây giờ là đã thấy rồi, thì đây là nguyên hình. Thì hoàn toàn sử dụng bằng cái hóa chất để làm mềm keo, cho nên là lấy cái mũi ra thì cái phần keo này còn nguyên đây, cho nên chúng ta không phải sử dụng dao hay gì cắt, và cái mũi này thì vẫn giữ lại được tốt luôn đó, không hư hại gì đến chiếc mũi. Thì sau khi làm lại thì nó sẽ như thế này cho anh đó, tại vì anh yêu cầu cái này thì chắc có lẽ là do ý thích thôi. Ý thích là muốn cái mũi lõm xuống thế này thôi, chứ thật sự thì do cái thùng loa hỏa tiễn á, thùng loa hỏa tiễn nó vướng cái đầu hỏa tiễn nằm ở phía trên này, thì Tài bên Tài mới làm cái dòng bass mà C12-400N lại cho khách thôi. Còn này thì ý của khách hàng thích thôi, thì bên Tài cũng sẽ cố gắng làm theo ý của anh. Thì ngoài ra thì những chiếc loa mũi lõm này thì ở thị trường cũng vẫn có, chứ không phải là không có. Rất là nhiều loa sử dụng cái mũi mà lõm xuống như thế này. Và ở đây thì cái video trước á, thì Tài có làm cái clip mà đã test ráp cái loa này vào thùng test rồi á, thì cái nguyên thủy của cái loa bass này thì nó vẫn là 16 ohm. Thì Tài đã có giải thích ở trên cái video rồi, và Tài cũng đã có cái bài viết ở trên website của mình. Bây giờ thì xin mời mọi người xem vào bên trong cái website nè. Đây chính là cái website NDT Audio của Tài mọi người nha. Thì đây là cái dòng Airsori. Thì Tài có đề rất rõ ràng ở trên cái tiêu đề của nó đây: Bass 25P Audio BA-M10-300N từ Neocon 63.5. Và giá của sản phẩm cũng được nằm ở đây. Và mọi thông tin chi tiết của cái bài viết này thì từ hãng cung cấp. Rồi sau đó Tài sử dụng Google Dịch mà dịch từ bên tiếng Anh để dịch ra cái những cái chi tiết này, thì mọi người có thể đọc và tham khảo tại đây. Và đây thì cái hình ảnh của loa nó. Thì hình ảnh này là những cái hình ảnh mà loa nó là mũi lồi nha.
nguyên bản nha mọi người nha. Và ngoài ra thì ở bên dưới này nó sẽ có một cái link web, một cái link đường dẫn đến cái video mà Tài đã làm cách đây hơn một tháng rồi. Đó thì nó sẽ dẫn mọi người vào bên trong cái link này, thì mọi người có thể vào bên trong cái kênh YouTube của Tài. Đó thì mọi người có thể vào bên trong này xem cái sản phẩm này, cái chất âm của nó. Tài đã có làm video test tại đây, cho nên là video này Tài sẽ không test nữa, mà chỉ làm theo cái lời phục vụ của khách hàng mà thôi. Thì ngoài ra Tài cũng xin giới thiệu, cũng xin nói cùng mọi người luôn, nếu như mọi người xem video trên điện thoại thì ở bên góc phải màn hình này nó sẽ có một cái mũi tên hình tam giác. Thì mọi người sẽ nhấn vào cái mũi tên hình tam giác đó, nó sẽ mở rộng cái phần mô tả ở bên dưới này ra. Thì phần mô tả là cái gì? Giống như trên máy tính ở đây thì nó sẽ có cái mục là hiển thị thêm nè. Bây giờ Tài sẽ nhấn ra, mở rộng ra, mọi người thấy chưa? Thì tất cả ở bên trong này nó có đầy đủ, từ website báo giá sản phẩm cho đến những cái số điện thoại, rồi website về mixer, rồi cái địa chỉ, cái chi tiết bản đồ luôn. Tại có cái chi tiết bản đồ ở trên cái website, mọi người cứ kéo xuống dưới phần bên cuối là sẽ cũng sẽ thấy à. Thì ví dụ như ở bên trong này cái đường link nè, website báo giá sản phẩm, bây giờ Tài sẽ nhấn vào đây trở lại nè. Đó thì nó tự động dẫn đến cái website của cái sản phẩm này luôn. Thì bây giờ Tài sẽ chọn vô một sản phẩm và chọn sẽ chọn cái dòng E-Series ha. Ở đây ví dụ như là E đi. Đây, E-Series. Rồi thì cái sản phẩm này nó nằm ở đây. Và giá nó được nằm ở đây luôn. Và mọi người thông cảm thì tất cả những sản phẩm này Tài sẽ cập nhật giá vào ngày gần nhất đây. Thì nếu mọi người xem qua thì có thể đọc trước chi tiết và chưa có giá thì mọi người thông cảm cho Tài nha. Vì mỗi một cái bài viết sau khi post lên web thì nó phải đầy đủ các cái chi tiết, cho nên là Tài phải cập nhật từng ngày một. Cho nên là có một số sản phẩm chưa có giá thì mong mọi người thông cảm, Tài sẽ cập nhật giá vào ngày gần nhất. Rồi thì bây giờ xin mời mọi người xem về cái chi tiết của cái côn loa của chiếc loa này. Và tất cả thông tin chi tiết của cái chiếc loa này và công suất thì Tài đều để ở cái website ngoductai.com. À, mọi người có thể truy cập, Tài cũng vẫn để cái đường link ở bên trong phần mô tả của cái video này. Thì đây là cái vị khách này là đã tham khảo đọc ở trên website rồi, cho nên là vị khách có hỏi bây giờ tôi xem video của anh thì tôi nghe anh nói là cái loa này là con 65.5, nhưng tôi có xem một vài kênh YouTube khác thì lại nói là con 75, và tôi lại xem trên website của anh thì tôi lại thấy cái thông tin trong đó là chỉ có con 63.5. Thì hôm nay Tài sẽ đính chính cái vấn đề này luôn. Thì khi mà sản phẩm này tháng trước, 2 tháng trước, Tài nhớ khoảng 2 tháng trước hay tháng gì đó, thì Tài có làm cái clip mà để test cái loa này á. Thì thông thường theo cái mắt thường mà làm quen rồi đó, thì nó cái độ nhìn thì nó sẽ có cái sự chênh lệch. Thì lúc đó đâu có đã tháo cái nắp che bụi này ra. Và sau khi cái loa này mới vừa được sản xuất á, tại vì cái loa này là bên hãng người ta sử dụng cho cái loa live array của người ta, và sau này thì mới được bán cái hàng rời ra bên ngoài thôi. Thì chưa có cái bài viết mà của hãng post lên trên cái website của hãng á, trên hãng Peudio á, thì mắt thường nhìn vào của Tài thì chỉ nhìn theo cái cổ côn nó bên ngoài này và chỉ đoán nó. Và cái mắt thường thông thường làm theo trong bao nhiêu năm mà làm nghề sửa chữa loa đó, thì nhìn vào thì thấy nó là ước lượng nó là côn 65, thì cũng rất dễ thôi. Ở phía bên dưới này nó có những cái lỗ mà bên trong này mình sẽ nhìn vào, ở bên ngoài mình sẽ nhìn vào bên trong mình sẽ thấy luôn cái côn luôn. Thì ước lượng nó là côn 65. Nhưng mà hôm nay á thì chính xác để mà báo đính chính lại cùng anh và cùng khán giả là nó là côn 63.5. Và dây của nó được sử dụng là dây đồng tròn và một lớp quấn ở bên trong và một lớp quấn ở bên ngoài. Và trở kháng của nó sẽ là 16 ohm cái vocal call. Thì đây thì anh sẽ yên tâm rồi ha. Khách hàng này thì ở Hà Nội là, và Tài sẽ luôn giữ cái số điện thoại của khách hàng và cái mọi thông tin, không có thể mà để tránh cái tình trạng mà đọc số điện thoại lên rồi bị nhá máy, sau này liên hệ hỏi này hỏi kia rất là mệt. Thì Tài trước đây á, Tài đó có một cái và một vài cái video là đọc cái số điện thoại của khách hàng, thì sau này những khách hàng đó làm phiền quá. Thậm chí có khách hàng nói là phải bỏ cả số điện thoại luôn. Đó. Rồi thì
Video này thì Tài cũng đã gửi đến khách hàng của mình ở Hà Nội. Thì về chiếc loa này, khách yêu cầu làm về làm thành mũi lõm, rồi chính xác là cái côn này của nó là côn bao nhiêu. Đó thì đã rõ ràng, hôm nay đã giải thích rõ cùng khách hàng. Thì tất cả những khán giả xem qua video này thì nếu mà có gì cảm thấy khó chịu thì cũng xin vui lòng bỏ qua video này cho Tài. Rồi, đến đây video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng tại đây, và Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video tiếp theo. Xin thân mến, chào tạm biệt.